Trong khi đó, ngày 17 tháng 7, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đã cùng các đại biểu tham gia đêm thứ ba của Đại hội Toàn quốc của đảng Cộng hòa. Ứng viên phó tổng thống của đảng này cũng có bài phát biểu tại đây. Trong ngày thứ ba của Đại hội Toàn quốc đảng Cộng hòa, ông Trump gặp gỡ các đồng minh là thống đốc Virginia Glenn Youngkin, thống đốc Texas Greg Abbott và thượng nghị sĩ Marco Rubio của Florida. Các đảng viên Cộng hòa dẫn đầu là ông Trump và người đồng tranh cử là Thượng nghị sĩ bang Ohio J.D. Vance đã thảo luận về các vấn đề an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại. Thượng nghị sĩ J.D. Vance đã đọc bài phát biểu đầu tiên với tư cách là ứng cử viên phó tổng thống của đảng Cộng hòa. Tôi đã rất lo lắng khi nhìn thấy ông Trump ngã xuống và không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Tôi rất sợ hãi vì chúng ta có thể mất đi vị tổng thống vĩ đại. Đó là điều khủng khiếp đối với đất nước chúng ta công việc sắp tới của ông jd vance trong liên danh bầu cử với ông trump sẽ là thuyết phục những người còn nghi ngờ về năng lực của ông với số tuổi chỉ bằng phân nửa ông trump ông vance được đánh giá sẽ là chính trị gia tiềm năng của đảng cộng hòa